Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 7 bài tập hợp quy các số hữu tỉ từ trang 4 đến trang 8 nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Bài 1 tập hợp quy các số hữu tỉ. Như vậy là mình những các lớp trước mình đã học là tập hợp n là tập hợp các số tự nhiên đúng không nào? Tiếp theo mình lớp 6 mình sẽ học tập hợp z các số nguyên. Và hôm nay lớp 7 mình sẽ học tập hợp quy là tập hợp các số hữu tỉ nha. Như vậy tập hợp quy các số hữu tỉ sẽ chứa luôn số tự nhiên và chứa luôn số nguyên nha. Giờ bây giờ mình sẽ học về số hữu tỉ. Ở lớp 6 thì ta đã biết là các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau có cùng một số. Số đó được gọi số hữu tỉ. Có nghĩa là những số mà mình viết thành phân số được thì mình gọi là số hữu tỉ đúng không? Số hữu tỉ có nghĩa là những số mình sẽ biến đổi nó thành phân số được thì đều gọi là số hữu tỉ nha. Giả sử ta có là có số 3 nè. Như vậy số 3 mình có thể biến đổi là 3 phần 1 nè. Mình có thể biến đổi bằng 6 phần 2 hoặc là 9 phần 3. Như vậy mình biến đổi thành phân số được, mình kết luận là số 3 là số hữu tỉ nha. Tiếp theo là trừ âm 0 trừ 0,5 đúng nè. Như vậy mình sẽ biến đổi thành trừ 1 phần 2 hoặc là trừ 1 phần hoặc là bằng 1 phần trừ 2 hoặc là trừ 2 phần 4 đều được đúng này. Như vậy mình kết luận là trừ 0,5 chính là số hữu tỉ. Tiếp theo là số 0. Số 0 thì mình có thể viết là 0 phần 1 cũng được đúng này, hoặc là 0 phần 2 hoặc là 0 phần trừ 3 cũng được. Như vậy mình kết luận là 0 chính là số hữu tỉ. Tiếp theo là hỗn số 2 5 phần 7. Như vậy là 2 5 phần 7 mình có thể biến đổi về phân số bằng cách là lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử. 2 nhân 5 là 14. 2 nhân 7 là 14 cộng 5 là 19. Như vậy là bằng 19/7 đúng không? 19/7 mình có thể là thêm dấu trừ phía trên phía dưới cũng được. Thì cũng được phân số mới bằng của phân số đã cho đúng không? Hoặc là bằng 38/14 nhân tử và mẫu cho 2 cũng được đúng không? Như vậy mình kết luận là 2 5/7 cũng là số hữu tỉ. Như vậy những số 3 trừ 0,5 0 2 5/7 đều là số hữu tỉ hết nha. Như vậy là những số mình học từ trước đến giờ đều là số hữu tỉ hết nha. Giờ sau này mình lên lớp cao hơn mình sẽ biết số vô tỉ nha. Giờ tiếp theo ta có thể nói như thế này nha. Ta có thể nói số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số a phần b và ab là các số tự nhiên nha. Mình nhớ là ab phải là số tự nhiên. Đúng không nào? Và b sẽ có không mẫu số với không thì phân số mới có nghĩa đúng không nào? Phân số mới xác định nha. Như vậy tập hợp các số hữu tỉ thì mình sẽ ký hiệu là quy nha. Giờ ở đây sẽ có chấm hỏi 1. Quy sao các số 0,6 trừ 1,25 1 và 1/3 là các số tỉ. Như vậy là mình muốn biết số đó có phải là số tỉ không thì mình sẽ biến đổi thử xem nó có về dạng phân số được hay không. Nếu mà biến đổi về phân số được thì mình kết luận nó là số hữu tỉ đúng không? Giờ chấm hỏi 1 này thầy câu chấm hỏi 1 này các em có thể tạm dừng video và làm hỏi chấm thử chấm hỏi 1. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 1 nha. Như vậy là mình thử biến đổi về phân số thử nha. Như vậy là 0,6 thì mình biến đổi là 6/10 được đúng không nào? 6/10, 6 chia 10 sẽ bằng 0,6. 6 phần 10 này mình nếu mình chia tử và mẫu cho 2 mình sẽ được 3/5. 3/5 nếu mình nhân tử và mẫu cho 3 mình được 9/15. Như vậy là những con số này đều bằng nhau hết, bằng 0,6 hết. Như vậy mình kết luận 0,6 chính là số hữu tỉ. Tiếp theo là trừ 1,25. Trừ 1,25 mình có thể biến đổi bằng trừ 5/4 nha. Đúng không nào? Nếu mình lấy trừ 5 chia 4 thì sẽ bằng trừ 1,25 nha. Trừ 5/4 nhân tử và mẫu cho 2 sẽ bằng trừ 10/8. Và nếu mà trừ 5/4 mình sẽ nhân tử và mẫu cho trừ 3 mình sẽ được 15/-12. Như vậy những phân số này bị đều bằng nhau và bằng trừ 1,25. Như vậy mình kết luận là trừ 1,25 chính là số hữu tỉ. Tiếp theo là 1/1/3 mình sẽ biến đổi về phân số, mình lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử. 1 × 3 là 3 cộng 1 là 4, như vậy là 4/3. Và 4/3 nhân tử và mẫu thành 8/6. Nếu 4/3 nhân tử và mẫu cho trừ trừ 3 bằng trừ 12/9 đúng không nào? Như mình biến đổi về phân số được có nghĩa là mình kết luận là 1/1/3 chính là số hữu tỉ luôn. Hai là hai mình cũng có thể nói là
các số 0,6 trừ 1,25 1 bằng phần 3 mình viết từ dưới dạng phân số a bằng b được, với ab là các số nguyên nha, và b 0 nên mà cái lần là các số đó là các số hữu tỉ nha. Giờ như vậy là mình xong chấm hỏi 1, thầy sẽ qua tiếp chấm hỏi 2 luôn nha. Chấm hỏi 2 người ta nói là sao nè, số nguyên a có hệ, số nguyên a có là số hữu tỉ hay không, vì sao? Như vậy là số nguyên a có được gọi là số hữu tỉ hay không, thì mình thử biến đổi số nguyên a về phân số xem có được hay không. Nếu mình biến đổi được thì mình sẽ kết luận nó là phân số đúng nè. Giờ trong phần chấm hỏi 2 này các em có thể tạm dừng video và làm hỏi thử chấm hỏi 2, sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi 2 nha. Như vậy số nguyên a thì mình sẽ luôn luôn viết được dưới dạng là c bằng d đúng nè. Do đó a sẽ là số hữu tỉ. Ví dụ 3 thì mình có thể viết dưới dạng là 3/1 hoặc là bằng trừ 3/-1 cũng được, và bằng 6/2 cũng được đúng nè. Nếu là số âm trừ 2 thì mình có thể viết là trừ 2/1 hoặc là trừ 4/2 cũng được đúng nè. Vì vậy mình kết luận là số nguyên a luôn luôn là số hữu tỉ. Số nguyên a thì mình có thể gọi đó là số hữu tỉ luôn cũng được đúng nè. Giờ như vậy là mình xong chấm hỏi 2 nha. Mình sẽ qua tiếp phần 2 nhỏ biểu diễn số hữu tỉ trên trục số nha. Giờ 2 nhỏ biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. Chấm hỏi 3 biểu diễn số nguyên trừ 1, 2 trên trục số. Mình sẽ bật khẩu biểu diễn 3 số trừ 1, 1, 2 trên trục số nha. Giờ chấm hỏi 3 này các em có thể tạm dừng video và làm hỏi chưa? Chứ chấm hỏi 3 sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ tiếp theo chấm hỏi 3 biểu diễn các số trên trục số. Như vậy là mình thấy là số nguyên a mình sẽ biểu diễn bằng một điểm a nằm bên trái của điểm 0 đúng nè, và cách điểm 0 một đơn vị đúng nha. Như vậy chỗ này sẽ là điểm 0 nha. Rồi, như vậy điểm a sẽ nằm bên trái của điểm 0 hoặc cách điểm 0 một đơn vị đúng nè. Như vậy điểm a chính là điểm trừ 1 nha. Giờ tiếp theo là số nguyên 1 thì mình sẽ đi biểu diễn một điểm b nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đơn vị đầy điểm b nha. Tiếp theo là số nguyên 2 được biểu diễn bằng điểm c nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 hai đơn vị đầy điểm c, cách điểm 0 hai đơn vị đúng không? Giờ ta sẽ biểu diễn trục số như sau: vẽ một cái đường thẳng gắn mũi tên vô, rồi xác định điểm 0, điểm a, điểm b, điểm c đúng không? Giờ như vậy mình xong chấm hỏi 3 nha. Mình sẽ qua tiếp phần lý thuyết nha. Giờ tương tự như đối với số nguyên, ta có thể biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số. Ví dụ để biểu diễn số hữu tỉ 5/4 trên trục số ta làm như sau: chia đoạn thẳng đơn vị, chẳng hạn đoạn từ 0 tới 1 làm 4 phần bằng nhau đúng không nè. Mình bằng nhau lấy một đoạn làm đơn vị mới, thì đơn vị mới sẽ là 1/4 đúng không, từ 0 tới 1 chia làm 4 đoạn, thì mỗi cái đoạn này chính là 1/4 của một đơn vị đúng không nè. Giờ như vậy là 1 cộng thêm một đơn vị 1/4 nữa chính là 5/4 đúng không nè. Như vậy số hữu tỉ 5/4 được biểu diễn bằng điểm m nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 bằng đúng 5 đơn vị mở, có nghĩa là 5 đơn vị, 5 đoạn của 1/4 nha. Như vậy mình sẽ biểu diễn được điểm m tại vị trí 5/4 đúng không này. Giờ mình sẽ qua tiếp phần tiếp theo. Giờ tiếp theo là ví dụ 2 để biểu diễn số hữu tỉ 2/3 trên trục số ta làm như sau nha. Như giờ trước hết mình sẽ nhân tử và mẫu cho trừ 1 để cho cái mẫu là số dương đúng không nè. Viết 2/3 dưới dạng phân số của mẫu dương bằng cách nhân tử và mẫu cho trừ 1 sẽ bằng trừ 2/3. Tương tự như trên là chia đoạn thẳng làm 3 đơn, chia đoạn thẳng đơn vị bằng 3 phần bằng nhau. Ta được đoạn đơn vị mới sẽ bằng 1/3 đơn vị cũ. Mình sẽ biểu diễn số hữu tỉ trừ 2/3 được biểu diễn bằng số điểm n cách điểm 0 và nằm bên trái điểm 0 nha, và cách điểm 0 hai đơn vị mới. Như vậy từ 0 tới trừ 1 mình sẽ chia làm 3 đoạn. Như vậy là mỗi đoạn này chính là 1/3 đúng nè. Như vậy lùi là bên đây là trừ nha. Như vậy 1/3, 2/3. Như đây điểm n chính là trừ 2/3 đúng nè. Như vậy lên trục số biểu diễn điểm x được gọi là điểm x nha. Giờ tiếp theo là phần 3 nhỏ so sánh hai số hữu tỉ. Chấm hỏi 4 mình sẽ so sánh thử 2/6 trừ 2/3 và 4/-5 nha. Giờ chấm hỏi 4 này các em có thể tạm dừng video
và làm thử chấm H4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm chấm H4 như vậy. Mình ta có là để so sánh hai phân số thì bình thường mình phải quy đồng một số đúng không? Sau đó mình so sánh hai mẫu số giống nhau thì mình so sánh tử nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn đúng không? Như giờ mình thấy là 3 với là trừ 5 thì mẫu số chung chính là tích của hai cái mẫu này chính là ở đây mình sẽ đẩy cái dấu trừ lên. Như vậy lúc này mình sẽ được phân số mới là trừ 4 phần 5. Như mẫu số chung chính là 3 nhân 5 chính là 15 đúng không? Như vậy là trừ 2 phần 3 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 5 sẽ thành trừ 10 phần 15. Còn 4 phần trừ 5 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho trừ 3 để thành trừ 12 phần 15. Hai phần mẫu số giống nhau mình so sánh tử nha. Như vậy mình thấy là trừ 10 chắc chắn phải lớn hơn trừ 12 đúng nè. Như vậy mình kết luận là phân số trừ 10 phần 15 sẽ lớn hơn trừ 12 phần 15 đúng nè. Như vậy trừ 10 phần 15 chính là trừ 2 phần 3, trừ 12 phần 15 chính là 4 phần trừ 5. Như vậy mình kết luận cuối cùng sẽ là trừ 2 phần 3 sẽ lớn hơn 4 phần trừ trừ 5 đúng nè. Giờ như vậy mình xong chấm hỏi 4 nha. Giờ tiếp theo với hai số hữu tỉ bất kỳ x và y ta luôn có là x bằng y hoặc là x nhỏ hơn y hoặc là x lớn hơn y đúng không? Ta có thể so sánh hai số tỉ bằng cách viết dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đúng không? Giờ ví dụ 1 so sánh hai số tỉ trừ 0,6 và 1 phần trừ 2. Như vậy mình sẽ giải như thế này. Như vậy mình sẽ biến đổi về phân số đúng không? Trừ 0,6 thì mình sẽ biến đổi thành trừ 6 phần 10. 1 phần trừ 2 thì mình sẽ biến đổi nhân tử của mẫu cho trừ 5 thì mình sẽ được là trừ 5 phần 10. Như vậy mình sẽ được hai phân số mới là mẫu số giống nhau là 10. Mình chỉ cần so sánh hai cái tử là được đúng không? Mình thấy là trừ 6 sẽ nhỏ hơn trừ 5 đúng không? Và 10 sẽ là số dương nha, 10 lớn không. Nên khi mình kết luận được là trừ 6 phần 10 sẽ nhỏ hơn trừ 6 phần 5 nha. Nhưng trừ 6 phần 10 chính là trừ 0,6 đúng không? Như là 2 trừ 0,6 nhỏ hơn 1 phần trừ 2 nha. Giờ tiếp theo là ví dụ 2. So sánh hai số tỉ trừ 3 1 phần 2 và số 0. Mình sẽ giải như thế này nha. Ta có, dù hết mình sẽ biến đổi hỗn số về phân số đúng nè. Mình lấy vòng nguyên nhân mẫu và cộng tử sẽ bằng trừ 7 phần 2. 0 thì sẽ bằng 0 phần 2 đúng nè. Như vậy mình thấy là mẫu số là 0, mẫu số là giống nhau đúng nè. Mình sẽ so sánh hai cái tử nha. Trừ 7 sẽ nhỏ hơn 0 đúng nè. Và 2 sẽ lớn hơn 0 đúng nè, 2 là số dương. Nên mình kết luận là trừ 7 phần 2 nhỏ hơn 0 phần 2. Trừ 7 phần 2 chính là trừ 3 phần 1 phần 2 đúng không nào? Nhưng mình kết luận cuối cùng vậy trừ 3 1 phần 2 sẽ nhỏ hơn 0 nhé. Nếu x nhỏ hơn y thì trên trục số thì điểm x sẽ nằm bên trái điểm y đúng không nào? Số hữu tỉ là lớn hơn 0 thì gọi là số hữu tỉ dương. Số hữu tỉ mà nhỏ hơn 0 thì chắc chắn mình sẽ gọi là hữu tỉ âm. Số hữu tỉ 0 thì không gọi là hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm nhé. Giờ tiếp theo chấm hỏi nào. Trong các số hữu tỉ sau, số hữu tỉ nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm, đúng không nào? Như vậy mình xem những số nào là số dương số âm đúng không nào? Giờ phần chấm hỏi năm này các em có thể tạm dừng video và làm hỏi thử chấm hỏi năm, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ thầy sẽ làm chấm hỏi năm. Như vậy số hữu tỉ dương sẽ gồm có 2 phần 3 và trừ 3 phần trừ 5. Mình nhớ là trừ chia trừ thành cộng đúng không nào? Nên trừ 3 phần trừ 5 sẽ bằng 3 phần 5. Nên số này gọi là số hữu tỉ dương nha. Số hữu tỉ âm thì mình thấy là tử âm mẫu dương hoặc là tử dương mẫu âm thì chia nhau thì kết quả sẽ ra số âm nha. Nên hai số này là số tỉ âm trừ 4 gọi là số hữu tỉ âm luôn đúng không nào? Và mình thấy là 0 phần trừ 2 có nghĩa là 0 chia trừ 2 bằng 0 đúng không nào? Thì số 0 thì mình kết luận là số 0 phải số hữu tỉ không phải là số hữu tỉ dương cũng không số hữu tỉ âm chính là 0 bằng trừ 2 nha. Giờ như vậy là mình xong chấm hỏi 5 nha. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong phần lý thuyết của bài 1 tập hợp quy có số hữu tỉ nha. Rồi video kế tiếp thầy sẽ giải các bài tập cho các em nha. Giờ nếu các em thấy thầy giảng thì bấm nút thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy liên bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy liên nha. Thầy chúc các em học tập học tốt. Tạm biệt các em nha.